toàn bộ cá chích. Wow. Cá chích tiếp. Một con này là 50 kg, là tính một giỏ đó gia đình. Cá chép. Cá măng. Cá mai. À, cá cơm. Cá trang. Nhìn hấp dẫn quá. Nhìn thấy mê quá gia đình. Dạ em chào cả nhà nha. Dạ mến chào cô chú anh chị. Ngày mới em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em lại xuống dưới bãi biển bãi cá lưới rút ở Long Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em mời cô chú anh chị cùng với em đi tham quan nha. Biển ở làng chài quê hương của em ngày hôm nay đánh bắt như thế nào nha. Giờ này là mấy anh đang đi biển vô nè. Bữa nay cũng có một số đi biển và một số ở nhà. Trời rất là im, nhưng mà do là nước đổ đi không có, bà con mình ở nhà cũng khá đông. Giờ có mấy chiếc đi lưới mà kiểu như đi ở lại á gia đình. Giờ bà con mình vô, giờ mình đi xuống dưới đây mình đi tham quan. Cái chú đây đi cào rút, cái te rút vô. Wow, nhiều rút đại nè. Dạ, có chỗ thì kêu bằng tép, ở em thì kêu bằng rút. Đó, gia đình mấy anh đi te mấy cái này vô là sạch sạch lắm cho gia đình xem nè. Rút tươi cái này mà nấu cái gì ngon hả chị ha? Dạ, xào cuốn bánh tráng. Dạ, xào cuốn bánh tráng ha. Rồi là nấu canh. Dạ, nấu chanh. Nấu canh là bầu bí mướp. Nấu canh ha. Dạ. Chắc ngọt lắm nha. Wow, thêm một anh mới đi cào vô nữa nè gia đình. Đi đây rút vô nữa nè. Đi hoàng hoại luôn. Chú này cũng được vài chục ký á. Dạ chào chú. Mình đi te hồi mấy giờ, giờ này mình mới vô vậy chú? 5 giờ mấy ha. Bây giờ này mình mới vô. Được cái này cũng được mấy chục ký ha chú ha. 1 giờ kia là mấy chục ký rồi gia đình. Coi vậy chứ nó nặng lắm á. 20, 20 mấy ngàn đồng một ký. Cũng tùy theo bữa nha, có bữa cũng được 30. Nhưng mà bữa nay thì chỉ có 20-20 mấy ngàn thôi. Nãy em mới hỏi cái chị gái bên kia. Ở đây mình đi lên tầm 100 mét thì ngay cái khu vực bà con mình đi lưới cá chích vô. Mà giờ này xuồng đi lưới chích chưa có vô. Còn ở đây là mấy anh đang ngầu lửa ốc. Đi rập ship á. Cá lưỡi châu
cháu ăn em. Rút này mới cào vô luôn nè. Rút tươi. Rút này bữa nay mình bán nhiêu tiền một ký vậy chị? 30. 30. 20 ha. Dạ. Mới đổ ra. Mình đổ ra từ từ để nó ấy ra ngoài cát hả chị? Wow, đã chưa? Trên đây là xóm nhà bà con ở. Thì mới vừa xong là bắt đầu là đi ra cào tiếp. Giờ này là mấy anh đi dập ship vô nè. Chứ bạn đi dập bắt quái nha gia đình. Dập thì vô cá, mực, tôm, ghẹ, lộn xộn. Vô gia đình mới là sống nhau mới là ngầu lửa. Cá ngát còn sống luôn, cá ngát đen ha. Cá ngát này nhiêu tiền một ký lận ha chị ha? 100 mấy hả? Dạ, 100 mấy ha. Rút tươi ngon quá. Cá mó. Cá ghim. Cá má cá ăn cái muốn chú ăn á. Mấy cá này là cá rạng không có gia đình. Cho nên cá này ngon quá. Cá ghim mà. Bó này cũng ngon. À đúng rồi. Không có cá mua đó, con có cũng đi 300 ngàn. Nội làm gì? Cái 10 ngàn ký. Giờ ông bán mạo hết đây tôi mua cho. Hả? À? Ông bán mạo đi. Đã 40 ngàn ký. Dạ ông bán nhiêu, ông bán 40 cây cá sơn này. Ờ, nên là con bán cũng nghĩ, cỡ bán nhiêu bán cho tôi ăn. Đi chồng. Đây một kế, chợ cũng rồi cả xô 30 bán không? Không. Đi cái gì vô vậy anh trai? Lưới vậy. Lưới hả? Lưới vô. Cá gáy vô tôi. Dạ. Alo. Ủa đẻo chị vô. Vô ra vô cái chị. Cái này gì lưới nhậu à, không? Cá ngọt. Cá sơn. Cá mó. Cá này đi lưới vô. Cá này béo không? Cái này nó dai, nó nấu thuốc gì nó dai như thịt gà. Cá đó là cá rìa. Cái gì không gì vậy? Cá đó rìa vàng. Cá này nướng cũng ngon. Bán cá chân đá đó. Nhìn xuống dưới đó đó, có một số bà con mình giờ này bắt đầu là đi nghề dập ship vô nè. Rồi thẳng tú cái dưới đó là cũng có một cái làng chài và một cái chỗ bà con mình kéo lưới rụt. Bây giờ mình đi xuống dưới đó nha gia đình. Giờ này là mấy anh bên băng khiên cá gia đình chuẩn bị rổ xuống chuẩn bị hết. Lát nữa là tầm khoảng có 2 tiếng đồng hồ nữa là bà con mình bắt đầu đi nghề lưới cá chích vô. Mấy anh đây là bên băng cái băng khiên. Đây là chị gái nhà có đò đi nghề dập ship cá lử. Cá lử
thơm được nè. Dạ. Cái này cỡ nhiêu tiền một ký cá lử hả chị ha? Cá lử chị nó bán ăn 100.000 ký. Dạ, 100.000 ký ha. Còn ốc hương cỡ này là nhiêu tiền ký chị? Bây giờ người ta giá 250 bạn hả? Dạ, 250 ngàn một ký ốc hương. Chứ cũng tùy theo buổi chợ. Ừ. Có bữa thì 250, có bữa thì có thể lên. Lên xuống thì cũng tùy theo buổi chợ thôi. Ha chị ha. Anh mua anh bán hả? Bất bình mua anh bán. Ấy cha vợ ta đi chợ ta mua còn ta biết có được không? Nhưng mà nhiều lúc khán giả thích đi xuống dưới đây nè, mua đồ nó tươi sống nhiều hơn. Dạ cá ghim. Dạ cá ghim đó. Cá ghim. Cá này nấu cái gì ngon vậy? Măng chua, măng nghe bé. Măng chua ha. Măng chua nó bé là ngon nhất. Dạ. Bữa nay mình vô được vô đây hả chị? Dạ, ít gì hả? Dạ. Dạ chúc chị mua may bán đất nha. Dạ cảm ơn chị. Gia đình mình thấy mấy anh mới kéo lưới rùng vô nè gia đình. Bữa nay ở dưới này nó có 3 đội kéo lưới rùng luôn. Mấy anh mấy chú mới kéo vô nè, mới có một giác đầu thôi. Rút tôm tép đủ loại. Hôm nay từ đây xuống nè. Dạ. Kiếm luôn. Có cá dồ nữa. À, mấy anh mấy chú không bữa qua có già nào quấn nguyện câu á à đúng đầu là nó quay đây rồi đó có chàng dùng nữa dễ lắm mà. Chào chú Thủy nha. Đồ này mấy đứa nữa đi vào trong phương chứ quay vậy à. Mình nhìn xa xa dưới đó là bà con mình đang cũng đang kéo lưới rùng dưới đó đó gia đình. Ở dưới đây cũng kéo vô mỗi một người một độ vậy là kéo vô hết một giác rồi gia đình ơi. Kéo sớm ghê luôn. Giờ mình chuẩn bị kéo giác nữa ha anh trai. Rồi bác bắt nhau. Đây. Mấy chủ công thế này, đây. Hai lâu rồi mà nó hút đáp. Hàng của mạnh về kia ta tặng mạnh. Cái gì? Đẹp. Đẹp thật cả cái người miền rồi đó. Xuống tới dưới đây thì cũng có một đoàn lưới rùng kéo nữa nè gia đình. Nhưng mà kéo xong bắt đầu là mấy anh thao lưới vô nè. Cái này là mình đang đãi cá đầu ra ha cô ha. À, lấy tép nè. Mấy cái nhỏ thì mới rớt xuống dưới. Để ra ngoài lại nha con. Dạ. Wow, đãi ra nhìn thấy nó sạch sẽ thấy ngon quá. Em được không anh con ạ? Tép bữa nay nhiêu tiền một ký hả cô ha? 10.000 anh. Dạ. 10.000 một ký tép. Có chỗ thì kêu tép, có chỗ thì kêu rút. Nhưng mà nó là tép là một đấy mà. Dạ, rút tép cũng là một. Cái rổ này là cái con tép á, nó nhỏ nó rớt xuống dưới. Còn ở trên là cá. Cô dặn lại. Nó có cấn. Tháng nay đại mấy mẻ nó đâu có tép to đâu. Anh cứ đổ ra đây ạ. Một rổ nữa đi anh ơi. Một rổ nữa nè, đó, đã chưa? Tép không? Đừng đổ vào kiếp nha anh để lại. Này chim. Nhìn thấy ngon à gia đình? Một xe đây mới mới mua chạy lên đó nè, được 3 kênh nữa. Được không? À, để bốn trăm rưỡi nha, 800 đồng. Tận đời đó đúng không? Được. Xong luôn. Ngồi xuống, cô tả 8. Nhà giàu mà no. Không tả 8, 3 kênh, nặng ghê, 1 kênh về 60 ký.
Giờ này mấy anh mấy chú bắt đầu là thao lưới vô trong thúng và sau đó là chuẩn bị quánh giáp thứ hai. Mình chuẩn bị quánh giáp nữa ha chú ha. Dạ. Anh đừng có nói được không này. 84 nhưng mà trừ đi một nửa. Mấy anh mấy chú làm á cười giỡn rồi giỡn qua giỡn lại thấy nó cũng vui lắm. Ngày lưới rùng này gia đình có khi thì tính tép nè, cá nè. Thế nào hôm nay là tối chiều nay là cuốn là đi từ trên màn hình rồi. Cái này là mình đang cào cái gì vậy anh? Ốc ha. Ốc này mình bán nhiêu một ký anh? 3.200. 3.200 ha. Dạ. Là bao nhiêu cũng mua hay sao? Bao nhiêu cũng mua. Dạ. Này, ốc này bà con mình mua về làm cái gì anh? Cho tôm ăn. Cho tôm ăn ha. Dạ. Dạ. Một ngày mình cào cỡ một tạ không anh? Được. Dạ. Sáng mấy giờ là mình xuống đây mình cào anh? Tùy theo con nước, nước lớn, nước rộng. Dạ, cũng tùy theo con nước ha. Dạ. Chứ không có cố định là giờ nào mình cào hết. Dạ. Nước ăn giờ nào mình đi cào giờ đó. Cái này mình lên mình có lựa lại hay là vậy là mình đổ vô mình bán luôn? À, còn mình cũng phải rạn lại ha. Dạ. Đây là cái cào này gọi là cào hộp nè. Dạ. Cái cào này làm cũng bộn tiền á. 3.200 là mới luôn anh ha, là 3.200. Dạ. Một cái cây inox, cái khung với lại lưới này lưới cũng bằng inox luôn nha gia đình. Dạ. À. $3.200 đồng một ký là bao nhiêu cũng mua. Bà con mình mua về cho tôm ăn. Dạ, cảm ơn anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chú đang thao lưới vô, bây giờ mình chạy lên bên kia và xem mấy chú đang kéo lưới vô mình coi giác này có được nhiều hay không nha gia đình. À, bây giờ là mấy anh mấy chú đang kéo giác thứ hai, cái chú mà đậu cái nón sọc caro này nè, ấy em bay lai cam á bị mất tín hiệu, tại vì nó nằm ngay cái đồn biên phòng ở dưới đây nè, quân khu 7 dưới đây nè, mất tín hiệu, dù đáp xuống mà em không biết là cái ngay khu cái khu vực đó đó mà em đi tìm không được. Này, cái chú này không lập được không cho em xin lại nè. Em cảm ơn chú quá trời luôn. Số em bữa nay chưa có mắc cái lây cam. Mấy anh mấy chú giờ đang kéo giác thứ hai vô, nhưng mà nãy thấy cái chú đứng ở ngoài thúng á là da dấu là chắc có cá đó gia đình. Thấy không da dấu. Em đứng đây em chờ là lát nữa mấy anh mấy chú kéo vô em quay tiếp cho gia đình mình xem nha. Đó, cái chú đứng ở đằng sau là chú đó lụm lại được cái lây cam cho em á. Dạ chào chú, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Ở phía dưới cũng có một đòn lưới kéo nữa. Bên này cái khu vực ở đây là tính ra 3-4 đòn kéo luôn á gia đình. Cái chú đứng ở ngoài đây là chủ đòn lưới rùng luôn gia đình. À, cái chú đây mới vừa đánh lưới đây xong là có một cái đòn lưới. Bắt đầu là cái chạy ra tiếp nè. Chạy ra bao lưới tiếp á. Bây giờ mấy chú đang kéo lưới vô tới bờ nè gia đình. Trước mắt là em thấy có cá cơm nè. Cá cơm đóng quá trời luôn. Mới có đầu mé cái ngay cái cành lưới thôi. Ngay cái đầu cành đây mà đóng cá như vậy là ở ngoài kia là kiếm cơm được đó gia đình ạ. Lưới quá trời luôn.
đình mình thấy á, mấy anh mấy chú đang quánh lưới rùm tiếp á, gia đình quánh vô gần sát tới bờ á. Vô gần tới bờ rồi, mạnh tay lên mấy anh ơi, giác này kiếm cơm được. Giác này kiếm cơm được á. Trời ơi, nó ra. Chạy, dở cái đầu phao lên. Trời ơi. À, giờ được. Nó tràn lên. Cá cơm nó nổi cái trái lên rồi gia đình. Đó, đã ha. Còn cá cơm không. Wow, ước mình luôn. À, đã gia đình. Cá này là nó không có lớn nữa nha gia đình. Nó cứ lỡ cỡ thì hay là nó nhích lên một chút xíu nữa thôi. Giá hồi sáng mấy anh mấy chú kéo thì được mấy tạ tôm tép á. Còn cái này chắc cũng được vài tạ. Trái nó nổi lên. Cá làm thấy ham lắm gia đình. Cái chiếc kia bên đây vừa kéo vừa xong là bên nọ là bắt dây vô kéo tiếp mà. Đó, nghe không? Wow. Đã chưa? Cá bự dưới đây nè, wow. Phải đứng ngay cái đẩy cá gia đình. Nhìn nó đã lắm. Wow. Nhìn hấp dẫn quá, nhìn thấy mê quá gia đình. Kéo sát vô luôn trong luôn, có cái ao mình kéo vô trong luôn. Chưa có đem bạc xuống à? Wow. Cái chép. Cá măng. Cá mai. À, cá cơm. Cái chan. Kéo luôn ha, đặt hết luôn. Cũng được vài tạ anh chính ha. Cá măng này gia đình. Đã chưa?
cá măng. Cái dãy nó bóng lửa ngay gia đình. Wow, toàn là rặt rồng cá cơm. Bữa nay mình cào ruốc có không chú? Chú nói gì không nghe. Nhẹ 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 tay nó văng ra hoài uổng. Cá chàng này vậy? Cá chàng à. Cá chàng nhỏ nhỏ này coi vậy chứ hấp củ bánh tráng cũng ngon. Nấu cà đó cũng ngon gia đình. Hay im như vậy này gia đình, nếu mà kéo mà có một giác mà 3-4 tạ 4-5 tạ là mấy chú kéo cho tới khi nào nước lớn thôi. Kêu bằng là kéo lúc nào mà kéo hết được nữa là mới là ngưng á. Để em đi làm xem coi còn nhiều ít. Cũng còn anh Chính ha. Còn nhiều mà. Cá lội nè, đã chưa? Cá nằm trong cái đẩy nó lội. Cá đối. Có mực nữa nè. Ba bốn kết nữa. Ồ. Ừ. Một xúc một cái là dinh là hoàng hoại luôn. Kính dài tạ không? 3-4 tạ bỏ không. Cái đói lậu thấy thương. Nó về xuống mà tí nữa mình nhảy ảnh đúng ở trên cọc. À, ở trên cọc luôn. Ở trên cọc rơi xuống đây luôn. Dinh lên là hoàng hoại luôn, cái kết này nó nặng. Wow. Không dám đâu, mấy người mà lớn lớn tuổi vậy nè, khỏe lắm á. Mấy chú làm lao động hàng ngày á, quen tay chân là làm khỏe lắm. Hai, ba dốc. Ở đây bữa nay gia đình tới 4-5 đòn lưới rùng kéo luôn. Xa xa dưới đó mình thấy có 2-3 đòn á. Ở đây đang kéo một đòn, đang tá cá lên. Còn đầu hoài thì có một đòn đang kéo nữa nè. Đó, cái bên luôn nè. Cái đòn bên đây thì có mấy chị, mấy cô phụ kéo. Này 4-5 tạ, khỏe. Bỏ không. Cá chàng. Đầu nào mua cá xuống luôn. Rồi căn ký tính tiền tại chỗ. Bắt đầu là sóc vô là hốt cá cơm vô trong rổ, đổ vô kết. Còn cá lớn thì lụm ra riêng. Mấy chú mấy anh đặt nữa là lấy chia cá lớn ra ăn. Cá nâu nó chích nhất lắm mấy chú.
5 tạ. Cá chục kết này là không hết. Một kết là 5-60 kg. Để tính nhiêu anh? Gì? Để tính nhiêu? Cái này là... Bỏ chế cái này nó nhỏ, nó lỗi. Được không? Cẩn thận coi chừng mấy con cá kình, cá nâu rồi nha anh trai. Cá trang cỡ này mà nấu canh cà thì thôi chứ. Cá trang này bán nhiêu tiền ký chị? 200 ngàn một ký. Cái anh trai đó anh tới anh mua là 13.500 đồng một ký ở gia đình. Căng hết toàn bộ luôn, 13.500 đồng. Cái này à. Thằng nào lại? Thằng nào ngang lại? Thằng nào ngang cởi quần. Là mấy anh mấy chú tiếp tục kéo giác thứ ba. Giác này là cũng tầm cỡ 5 tạ đó gia đình. Hốt vô được 5 cân mà chưa được phân nửa cái đống cá đó luôn. Một cân là 50 mấy ký. Tính ra giác này 5 tạ khỏe. Bây giờ là cứ mỗi chỗ nào là làm lưới xong là tranh thủ là ra đánh rồi. Đây, thứ nhất là trời im, thứ hai nữa là có cá đó gia đình. Thành ra là ai làm được nhiều giác thì nhiều tiền thôi. Cảm ơn. Cá trang. Cá chích. Thêm người đi, mà nặng quá, đẩy không nổi. Chào chị. Long Hải quê tôi. Dạ, 2-3 lên. Đây là cái dàn xuồng bà con mình mới đi biển vô nè. Đang vũ cá ở ngoài xuồng á gia đình. Hồi nãy em đứng dưới đó là quay về bà con mình kéo lưới rùng. Giờ chạy lên đây là ngay khu vực bà con mình mới đi biển vô. Đây là cho có chiếc ghe đi lưới rút hay là lưới nậu gì đó gia đình. Chắc em nghĩ là đi lưới nậu. Cá bữa nay vô bà con mình chiếc được 5-7 giỏ, có chiếc là khá khá thì chục mấy giỏ. Wow, đã chưa? Cá chích không à? Cá bà con mình bữa nay đi biển vô. Cái chích. Cá này bữa nay nhiêu tiền ký chị? 10.000 ha. Dạ. 10.000 một ký.
chiếc được mười mấy giỏ, có chiếc nào khá khá thì cũng được 20-20 mấy giỏ. Một rổ như vậy là 20 mấy ký á gia đình. Chích tiếp. Một cân này là 50 ký, là tính một giỏ đó gia đình. Vô đi à. Chờ bạn tớ bạn kia thêm đi. Bà con mình mua cá này về làm cá hấp, cá sấy, làm cá khô quá gia đình. Thúng đây là thúng xuồng của 97 nha gia đình. Có cái niêm vô để là 97 ký hiệu á. Đó, thúng xuồng là 97 vô. Ok không? Chạy mau ghê luôn. Chào quan bộ. Nay mình được nhiều không anh? Mừng mấy giỏ ha. Xuồng này cũng mới vô nữa nè gia đình. Cá bộn mà. Chắc ở trên sao quạ. Néo. Thúng 97 hồi nãy em mới quay cho gia đình xem á. Cá mới vô nè. Dạ cậu ba. Bà vô nè. Để lại ở dưới đi, ghiêng ra đi. Ông cậu ba là mặc cái áo thun sọc sọc á. Chủ xuồng. Cái này mình đi hồ phê mấy giờ anh? Đi cứ 1 giờ. 11 giờ ha. Giờ này vô 10 giờ, muốn gần giáp giáp cử à. Đang đấu giá. Wow. Toàn bộ cá chích. Tính ra bữa nay lưới chích á, bà con mình đi biển vô á gia đình, chứ cũng được chục giỏ, chục mấy giỏ, một giỏ là 50 ký á. Này tính ra chục giỏ thì cũng được 5 tạ, mà chục mấy giỏ thì cũng 6-7 tạ vậy đó. Ở đây mấy anh đang bị lột lưới, đem lưới vô bờ. Dạ rồi, video cũng khá dài, em xin phép cô chú anh chị nha, em kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like nha. Em chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của bà con mình ở làng chài quê hương của em, có điều chi sai sót á, mong cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Bye bye gia đình nha.